Ngược lại, đó là nâng cấp camera trước. iPhone S đã có nhiều bài đánh giá về chiếc Xperia C3. Hôm nay, Sony đã chính thức bán C3 tại thị trường Việt Nam. Và trên tay mình đang là chiếc C3 phiên bản chính hãng. Thì ở đây các bạn có thể thấy là sản phẩm vẫn kế thừa kiểu đóng hộp truyền thống vuông vức của Sony. Nhưng mặt trước thì Sony đã lược bỏ bớt các chi tiết tương phản màu đen. Mặt sau thì chúng ta có thể thấy sản phẩm có 3 màu là màu xanh ngọc, màu đen và màu trắng. Và sản phẩm mình đang có ở đây là một sản phẩm màu đen. Chúng ta có thân máy ở bên trên. Hộp bên trái thì chúng ta được cung cấp kèm theo đó chính là tai nghe. Bên phải thì chúng ta có adapter sạc và cáp micro USB. Phía bên dưới máy thì chúng ta được cung cấp kèm theo các sách hướng dẫn sử dụng cũng như là phiếu bảo hành có hỗ trợ tiếng Việt do đây là sản phẩm chính hãng. Ngoài ra trong đợt này, Sony còn tặng thêm gậy tự sướng và bao da cho các sản phẩm. Sony Xperia C3 Duo với thiết kế Omni Balance thanh thoát. Các viền nhựa xung quanh máy được mạ ánh kim trông rất sang trọng. Máy có độ mỏng thuộc hàng top trên thế giới hiện nay, chỉ 7,6mm và nhẹ 150g. Do nằm trong phân khúc Fablet nên máy sở hữu màn hình IPS khá lớn, kích thước 5,5 inch, độ phân giải HD. Tuy nhiên lại hướng đến đối tượng chủ yếu là phụ nữ. Do đó phím vật lý chính như nút nguồn, nút tăng giảm âm lượng và nút chụp ảnh chuyên dụng đều được dời về phía dưới ở bên cạnh phải của máy để thao tác một tay thuận tiện nhất. Máy hỗ trợ 2 SIM với khe cắm SIM được che đậy bằng một nắp nhựa mỏng rất tinh tế cùng màu với viền. Đối xứng ở phía bên kia màn hình là cổng micro USB và khe cắm thẻ nhớ. Nắp lưng được làm bằng nhựa nhám, ôm tay nhưng dễ để lại các dấu vết vân tay và mồ hôi. Về cấu hình phần cứng, Xperia C3 Duo trang bị bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 400 với 4 nhân xung nhịp 1.2GHz. Máy còn được sử dụng bộ vi xử lý hình ảnh Adreno 305, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB và có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. C3 cũng chạy phiên bản Android 4.4 KitKat với giao diện đơn giản quen thuộc đến từ Sony. Viên pin 2500mAh và thiết lập Stamina Mode cho phép máy hoạt động lâu hơn. Camera chính 8MP được trang bị cảm biến Exmor RS. Xứng đáng với tên gọi Pro Selfie, máy được trang bị một camera trước có chất lượng cao, độ phân giải 5MP. Bên cạnh đó là một đèn Soft Flash. Đèn này cho phép ánh sáng ra mềm và dịu hơn, giúp tối đa hóa việc chụp ảnh chân dung. Giao diện camera của máy hỗ trợ nhiều tính năng thông minh như các dòng Xperia gần đây. Đặc biệt phải kể đến tính năng Portrait Retouch, hay còn được gọi với tên tiếng Việt là tút lại ảnh chân dung. Khi kích hoạt chế độ này, bạn có thể tùy chọn các kiểu tối ưu trang điểm ngay trên máy bằng cách vuốt lên, hoặc là lồng ghép các khung ảnh vui nhộn bằng cách vuốt sang trái. Một tính năng rất hay giúp tối đa hóa việc sử dụng đèn Soft Flash trên máy đó chính là tia thần kỳ. Bạn có thể tạo kiểu trong mắt của mình một cách ấn tượng, giống như là việc bạn đeo lens thời trang khi chụp ảnh. Tính năng gõ hai lần vào mặt lưng để chụp cũng giúp cho việc tự sướng nhanh và thuận tiện hơn. Thực hiện video call hay selfie với cả nhóm bạn cùng lúc một cách dễ dàng mà không cần đến sự hỗ trợ của gậy selfie, do camera của C3 có góc chụp rất rộng lên đến 80 độ. Trong phân khúc Pro Selfie, mức giá ra mắt khoảng 7 triệu đồng cho sản phẩm C3 chính hãng được cho là hợp lý khi so sánh với Oppo N1 Mini hay Xiaomi E7. Cấu hình tầm trung có thể chạy tốt các ứng dụng phổ biến hiện nay, kèm theo một camera trước chất lượng cao, nhiều tính năng thú vị, C3 chắc hẳn sẽ đốn tim các tín đồ selfie trong thời gian tới. Essential đã có bài đánh giá chi tiết sản phẩm này, các bạn có thể tìm và xem lại. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video khác.